tôi đang có mặt dưới chân cầu Cần Thơ và từ đây có thể thấy được cây cầu nhìn từ phía bờ sông nhìn lên rất là hoành tráng. Và đây là con sông Hậu bắt nguồn từ thủ đô Phnom Penh, Campuchia, chạy về Châu Đốc và đến khu vực Cần Thơ, thì nó tạo ra cái nhánh sông Cần Thơ và dòng chính là ngay chỗ cầu Dây Văn Cần Thơ bắc ngang qua. Và đứng từ đây tôi cảm nhận được cả cái dòng sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc, chảy qua 6 nước và trước khi đổ ra biển, từ đây cách biển khoảng 80 cây số, dòng sông đã trở nên rộng lớn và đổ ra cửa biển bằng 3 cửa. Và đây là đoạn đi qua khu vực Cần Thơ và cây cầu Dây Văn Cần Thơ do Nhật cùng với các kỹ sư Việt Nam xây dựng với độ tĩnh không cao gần 40 mét để đảm bảo thuyền lớn đi ngược sông Mekong không bị vướng. Và đây tôi đang có mặt dưới chân cầu Cần Thơ năm 2016.